Hôm nay là tổ chức lễ hiệp kỳ cha mẹ tại nhà chùa Hào. Cái chương trình là từ 10 giờ tới 11 giờ là đi thăm mộ của anh chị Tử. Sau đó trở về nhà của chùa Hào và làm lễ. Gia đình vâng, gia đình ai lên rồi nè. Ta phải đoàn kia mà đứng còn xa nữa. Gặp ở chùa Đức Viên phải không thím? Dạ, chùa Đức Viên con thầy mời hai cô chùa Đức Viên hỏi. Ai ai ai? Anh, em có ngoại. Em của chị Lan á. À, thiệt à? Biết biết rồi, biết rồi, biết rồi. Chị rừng rạm nhau rồi, ôi. Cái chỗ hơi nào chị mô đó. Là được mấy tháng rồi tới ngày 2. Nó đúng mấy chị ngay quá rồi. Này chú thầy có cái ông anh mua mà đứng phía sau này đập ra nè. Nói thẳng thừng rồi. Chú về Việt Nam à, để ý nữa rồi. Mình chân thật đó. Phải để ý. Cho nên thì phải không? Ăn con rít lộn đó. Ví dụ thì cũng có những bà lớn lớn. Bây giờ thì mình cũng mong chi mấy chuyện là chi cho mệt. Đã chuyện rắc rối. Rắc rối. Chào. Nhớ đó nghe, cô Lít nói chuyện rắc rối á. Rắc rối. Sinh ra những riêng.
ba con mình. Chú quay nhân tiền chú quay chú kể cho một cái chuyện đây, có việc có người nào đã kể chưa này, bây giờ chú kể lại này. Ngày xưa mà chú đi học quốc học á. Đó. Ở nơi căn nhà 329 nhá, Huỳnh Thúc Kháng Huế nữa đó. Là chủ là mê cine lắm, mà đâu có tiếng. Khi nào ngả tay xin chị Tử, là chị Tử xin là chị dụ tiền cho đi coi liền. Mà chủ thì sợ anh Tử về biết lá đi xin mà lo học mà lo đi cine không. Nên chị dặn chị Tử rồi. Chó nhưng mà đừng có nói là anh Tử nha. À, nhưng mà rồi sau đó anh Tử về là anh em biết. Hỏi ra tệ ra là chị cho là chị ghi vô trong cái sổ. Cho chủ giặc ngày nào, cho chủ giặc bao nhiêu tiền rồi. Chị ghi vô đó. Ông Tử về, ông coi cái sổ, ông biết. Rồi, rồi. Là người Mỹ mà nói câu nào là đúng là dấu đầu mà lo đuôi. Về, bây giờ về nhà chú Hào. Chú Hào, làm lễ tiếp. À, nó đi mà ra.